Kinh Dương Vương, nhân vật lịch sử. Kinh Dương Vương là ông nội của Hùng Vương thứ nhất, thuộc dòng dõi vua Thần Nông, vốn được suy tôn lập thủy tổ của người Bách Việt. Kinh Dương Vương tên húy là Lộc Tục, là người hình thành nhà nước Sơ Khai đầu tiên vào năm 2879 trước Công Nguyên, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn. Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là Lạc Long Quân. Kinh Dương Vương có thể là danh hiệu đời sau truy tặng cho một tù trưởng bộ lạc đã góp công vào việc thống nhất tộc người Lạc Việt, có thể là tù trưởng bộ lạc Văn Lang trước Hùng Vương. Sự nghiệp của ông được tiếp nối bởi Lạc Long Quân và Hùng Vương đời thứ nhất.